món này ở xứ lạnh ăn là hợp luôn nè. Có nước mắm gừng. Xin chào cô chú anh chị bạn bạn. Hôm nay chúng ta quay lại với cái chương trình ăn cơm buổi trưa nha. Hôm nay thì mình ăn cơm vịt luộc đi. Cơm vịt luộc ở trong hẻm 835 nè, vịt luộc toàn ký. Rất là đông luôn. Ở đây thì có mì vịt luộc cháo vịt. Hôm nay rất là đông. Đây có sườn ram, có gà, sườn ram, vịt quay, vịt nướng. Ngã từ từ chị, không có gấp đâu chị ơi. Giờ này giờ cao điểm rồi phải không? Dạ. Một ngày chị có chữ nửa tiếng đồng hồ thôi à. Chịu khó quay nửa tiếng đồng hồ hay là xong việc? Quay nửa tiếng chị nó chạy xỉu. Nhưng mà có số người ta đi làm á, ta nghỉ trưa có xíu người ta tranh thủ ra đây. Mình coi cảnh bán cơm buổi trưa ở Sài Gòn. Gợi nhớ một cái gì đó tấp nập ở Sài Gòn. Cho cô chú anh chị các bạn xem chơi cho vui nha. Thì cái hẻm này thì có cơm cơm tấm 3 giờ. Em biết cơm tấm 3 giờ sáng rồi. Thì lúc đêm có ăn rồi. Đó, ngay như cái chỗ xe nước mía đó, đó là cô bán cơm tấm 3 giờ. Đó, ngay chỗ này. Nhà cô đây luôn nè. Cơm tấm 3 giờ sáng. Đấy, nhưng mà bữa giờ canh cũng mấy ngày rồi chưa có nhớ được đi làm 7 giờ rưỡi cũng không gặp. Chắc bữa nào phải đi 7 giờ mới gặp. Đó, hẹn cô chú anh chị những cái video sau nha. Ở đây sáng hủ tiếu, trưa cơm gà, sườn que, cơm vịt, bún miếng. Quá trời người đang chờ, đang đợi luôn. Rồi, bắt đầu chặt vịt nha. Đó, hai cơm vịt luộc. Chế chị chặt em riêng một cái đầu, một cái cổ riêng nha. Lấy thêm một cái đầu cổ vậy. Hai cơm vịt luộc của anh nè. Rồi. Hai phát là xong hai hộp. Cơm đùi đùi chiên á. Đúng rồi, một cái đầu riêng. Món này ở xứ lạnh ăn là hợp luôn nè. Có nước mắm gừng. Nước mía 5.000 ngay chỗ cơm tắm 3 giờ sáng. Cái máy này hay quá. Giờ không ai quay tay nữa. Giờ không ai quay tay nữa đó. Hồi đó cái hình này là cái hình cây mía. Rồi chúng ta bắt đầu ăn. Rồi chúng ta bắt đầu ăn cơm nha. Đây là cơm vịt luộc. Nè, sang món. Vịt luộc là thịt vịt luộc. Đây, nước mắm gừng. Món này thích hợp ở mùa lạnh lắm nè, thích hợp mùa lạnh. Mùa lạnh lắm quá. Vịt luộc, đây Lộc ăn mì vịt tiềm.
Rồi, bạn Quân thì ăn ăn mấy cái đùi. Cái đùi 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 chiên. Đùi chiên hả? Ừ. Đây ăn với thịt thì mà mình ăn mềm mà ăn đùi không? Thay vì cái đùi này phải quăng qua cái tô mì này, nhưng mà không quăng, rút lại nó quăng qua ăn cơm. Mời cả nhà mình dùng bữa nha. Lắm bán đông đúc dữ lắm, không có cái quy trình thống nhất, người nào cũng có thể múc cơm mà người nào cũng có thể tính tiền, nên ai quen thì thông cảm. Chén mắm gừng này thích ăn gừng thôi. Đỡ. Cho bóc thoải mái. Họ ăn vịt này không bóc mà sao mà ăn được. Nước mắm ngon này, nước mắm gừng này. Giờ là anh ăn gừng ngắm. Cái cổ chặt nó thấy nhiều dữ ta. Thịt của em bỏ qua đó ra. À thì ra là vậy. Dồn vô không? Dồn vô chung. Câu nãy gì đó tính mới đầu 20, cái sau cái 15 ngàn thôi. Rồi cơm thì 35. Mới lần nãy tính 20. Mình suy nghĩ lại có 15 thôi. 55 nãy ăn cái gì 55 nãy cũng ngon lắm. Mê. Thôi nhưng mà cái cổ ăn ngon thịt. Cổ mình ăn da nhiều, da béo. Da răng lở luôn. Nhưng mà cái thịt chỗ cái rừng cổ ăn ngon hơn thịt chỗ khác. Đơ lọc. Đơ lọc. Chỗ này chủ nhật nào anh Lộc cũng gọi. Chủ nhật mấy hả? Ừ. Anh Lộc cũng gọi ăn trưa, chủ nhật ăn trưa không? Ăn chiều. Hôm qua gọi nhưng không quên, đi nhậu. Chiều qua nãy quyết định ngon mà quên mua. Bảo quả tiêu yêu ngâm nước mắm.
lạm phát khỏi cần chấm nữa. Ăn miếng gừng vô nãy nó nóng nóng rồi nha, chắc phải mở quạt lên mới được. Buồn nó ăn lẹ thiệt. Giờ tới mày hấp canh nè. Lâu canh không Lộc? quên đâu ăn cơm nó ăn canh. Ăn Lộc suy nghĩ. Mì tìm mà hỏi canh luôn, thiệt tình. Tạm biệt bà con nha, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo nha. Còn đây là linh nước mía, lúc nãy ăn gừng nóng rồi, giờ mình hạ nhiệt bằng linh nước mía. Nếu mà các anh chị các bạn mà ở xứ lạnh này chắc hạ nhiệt không nổi mà. Ủa quên đó, nóng không nổi đâu, với cái dĩa rừng gừng này không cần phải hạ nhiệt, hấp nước gừng nữa thôi. Ở đây thì Sài Gòn nóng. Cháo nước mía này là cháo của cô bán cơm tắm 3 giờ sáng. Bữa giờ đi me canh mấy ngày rồi mà chưa có gặp. Chỗ đó hay ăn, lúc trước đi làm sớm hay ăn buổi sáng mà giờ cô bán hết sớm nên ít gặp.